Ngọc Lan tiết lộ về bệnh dị ứng của con trai, ẩm từ nhà ra xe là má rộp lên. Bà mẹ bỉm sữa Ngọc Lan đã tới tham gia chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ để chia sẻ cùng khán giả bí quyết chăm con vào ngày hè nóng bức. Ngọc Lan không chỉ quen thuộc với khán giả qua phim truyền hình mà còn là khách mời được nhiều người yêu mến của chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Cô từng tiết lộ những bí mật thú vị như từ chăm con đến quản lý tài chính. Đều do một tay chồng phụ trách hay trước khi sinh, mê trai nên ít về thăm mẹ. Tới với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ tập 35, Ngọc Lan tiếp tục chia sẻ với khán giả bí quyết để có thể chăm sóc con trong ngày hè nóng bức. Bởi bé Phôi, con trai của cô, sở hữu làn da khá nhạy cảm. Ngọc Lan tâm sự, tôi thường cho con tới phim trường cùng mình để con quen với nơi đông người dạn dĩ hơn. Hồi đầu con tôi bị dị ứng thời tiết rất nặng, chỉ ẩm từ nhà ra xe tiếp xúc ánh nắng một chút xíu là hai má con đã bị rộp lên. Nhưng tôi thấy không thể bảo bọc con mãi trong nhà được, lo lắng cho con, nhưng tôi vẫn phải để bé tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bây giờ thì bé đã quen với thời tiết rồi. Cả ba bà mẹ bỉm sữa Ngọc Lan, Ốc Thanh Vân và Đoan Trang đều chung nỗi lo lắng con dễ bị ốm trong những ngày hè nóng nực. Đặc biệt khi mồ hôi ra nhiều, nếu không thay áo quần kịp thì mồ hôi sẽ dễ ngấm ngược vào trong khiến bé bị sốt. Ngọc Lan tiết lộ mỗi khi con bị sốt thì sẽ dùng khăn mát để lau cho con, chứ không dùng khăn nóng hay khăn lạnh. Bởi nếu dùng khăn lạnh thì sẽ bị sốc, còn khăn nóng thì sẽ bị hấp nhiệt. Ở nhà vào ban ngày, cô thường cho bé mặc những trang phục mát mẻ hoặc chỉ mặc mình quần. Đến tối, cô sẽ mặc thật kín cho con, bởi chồng cô cho rằng bảo vệ ngực của bé là quan trọng nhất. Hơn nữa bé Phôi thường có thói quen đặt chăn khi ngủ, vậy nên bố mẹ phải mặc quần áo dài tay và đi tất cho bé. Về phía Ốc Thanh Vân, các con của cô mỗi lần ra mồ hôi đều có thói quen gãi khiến rơm sảy xuất hiện nhiều. Vì vậy cô phải chú ý để thay quần áo cho con. Việc tắm cho con trong ngày hè cũng khiến các bà mẹ quan tâm. Thường một số người có thói quen mùa hè cứ tắm cho con thật nhiều cho mát. Nhưng thực tế đây không phải là thói quen tốt, mỗi ngày chỉ nên tắm cho bé 1 đến 2 lần thôi. Ngày hè việc bù nước cho bé cũng cần được chú ý. Các bậc phụ huynh có thể cho con uống nước lọc và bổ sung thêm nước trái cây, vì các hoạt động ngày hè khiến các bé ra mồ hôi mất nước nhiều. Tâm lý trẻ trong ngày hè cũng không thích ăn nhiều, vì vậy phụ huynh cần phải bỏ tâm sức để biến nhiều món ăn mới lạ để bé được ngon miệng. Nhỏ To Cùng Mẹ tuần này sẽ cung cấp cho khán giả những vấn đề thường gặp khi mùa hè đến, những nỗi băn khoăn như làm sao có thể bù nước khi con bị sốt, làm thế nào cho con thích nghi được với thời tiết bên ngoài, có nên bật quạt khi bật điều hòa sẽ được chương trình giải đáp cụ thể. Hoài Linh, Mr. Đàm khuyên nam em quên Trường Giang đi. Nam em không những không nghe mà còn cãi lời, hết sức tồi tệ. Nam em cho biết bản thân vô cùng tồi tệ vì cãi lời Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng sau scandal tình ái với Trường Giang. Trong chương trình Sau Lộ Mặt diễn ra vừa qua, nam em cho biết cô cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, không chỉ áy náy trước Trường Giang mà người đẹp Tiền Giang còn cho rằng bản thân vô cùng tồi tệ vì cãi lời Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng. Cụ thể, nam em cho biết, khi scandal tình ái nổ ra, cô từng trò chuyện với Hoài Linh khá lâu, trong đó Danh Hài nhiều lần khuyên nam em hãy quên Danh Hài xứ Quảng đi để sống cuộc đời mới vui vẻ, tích cực hơn. Thì người đẹp không những không làm theo, cô còn bày ra nhiều chiêu trò oái âm hơn như tặng hoa, chơi băng rôn trước quán của Mười Khó. Nam em bày tỏ, khi scandal xảy ra, thời điểm trước khi cô chia sẻ những hình ảnh bình tĩnh sống, cô có nói chuyện với Danh Hài Hoài Linh khá nhiều. Vì thương tôi nên chú mới làm điều này. Tôi cảm kích chú Hoài Linh vì một nghệ sĩ lớn gạo cội lại sống tình nghĩa như chú, phải quý và thương mình. Thì chú mới cho lời khuyên. Chú có bảo rằng nếu ra sản phẩm âm nhạc thì phải hát bài vui, đừng hát bài buồn nữa. Không thì người ta lại nghĩ tôi dựa vào scandal để đánh bóng tên tuổi, nam em kể. Đồng thời người đẹp cũng thừa nhận, tôi đã giải thích với chú Linh rằng chưa bao giờ con nghĩ tới chuyện đó. Tôi chỉ làm cái điều gì mà cảm xúc muốn làm, nhưng tôi có lỗi với chú Linh lắm. Cái tôi của nam em khá lớn, chú đã khuyên rồi mà tôi nhất mực không nghe. Tôi cứ tự ý làm nhiều chuyện, tôi biết là chú Linh rất buồn. Những ngày sau này, tôi có nhắn tin xin lỗi chú Linh, nhưng chắc chú còn giận. Chính tôi cũng cảm thấy giận bản thân mình. Nếu mà nói về chuyện có lỗi, chắc hết kiếp này tôi cũng không trả hết cho mọi người. Không chỉ có Danh Hài Hoài Linh, mà ngay cả Đàm Vĩnh Hưng cũng nhắn tin cho nam em với nội dung tương tự. Được Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng quan tâm, thương yêu, đối với nam em là một điều quý giá. Tuy nhiên, bởi sự cố chấp cứng đầu còn quá lớn, nên nam em liên tục làm cho những nghệ sĩ này cảm thấy buồn lòng. Trước đó, nam em đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô đang trong bệnh viện, kèm dòng trạng thái đầy tích cực.
Cuộc sống ngắn ngủi, sống tích cực lên cả nhà nhé. Thấy chế không, vô đây mà vẫn lạc quan yêu đời. Nhiều khi đăng lên có thêm đống gạch nữa. Kệ gạch xây được nhà mà, phải giữ tinh thần lạc quan như vậy thì cuộc sống mới nhẹ nhàng được. Giờ cũng không còn sức để nghĩ tiêu cực nữa đâu, tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi. Sau bao thị phi trong thời gian qua, có vẻ như top 8 Hoa hậu Trái đất đã quá mệt mỏi. Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng nam em không thể đau được nữa vì hiện tại cô đã quá đau rồi. Chưa dừng lại ở đó, nam em còn từng đau khổ cầu cứu vì chứng mất ngủ của mình. Cô chia sẻ, cảm giác không thể ngủ được thực sự đang cướp đi cuộc sống của tôi từng ngày. Nếu có thể không ngủ vì một niềm vui thì có thể sẽ tốt hơn rất nhiều không? Ai đó có thể giúp tôi vượt qua giai đoạn này không? Một cư dân mạng bày tỏ, nam em phải tập buông xuống đi thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái gì thuộc về mình thì nhất định sẽ quay về. Còn nếu không thì nên bỏ đi. Hay như ngàn vạn lời khuyên nhủ cũng không bằng một khoảnh khắc bản thân em ấy tự thông suốt, không biết còn khổ tới bao giờ. Hai đại gia Vi Bích Tuấn Hưng và Việt Anh tuyên bố sẽ cùng VTV mua bản quyền World Cup. Nhìn số tiền hai anh sẵn sàng chi ra thì có hy vọng rồi. Ca sĩ Tuấn Hưng và diễn viên Việt Anh cho biết sẵn sàng chung tay cùng VTV mua bản quyền phát sóng World Cup. Chỉ còn một tuần nữa World Cup 2018 chính thức khởi tranh. Tuy nhiên Việt Nam là quốc gia duy nhất còn lại chưa có xác nhận mua được bản quyền phát sóng. Những ngày qua, thông tin đài truyền hình Việt Nam VTV đã có bản quyền liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, phía VTV đều bác bỏ những tin đồn. Quanh câu chuyện bản quyền World Cup 2018, chia sẻ với báo Giao thông, diễn viên Việt Anh và ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh sẵn sàng bỏ tiền, chung tay cùng VTV để mua bản quyền phát sóng World Cup 2018. Nếu có thể. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, VTV là một đài truyền hình tầm cỡ quốc gia, tôi tin chắc nhiều người yêu bóng đá của Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền mua bản quyền World Cup. Việc VTV vẫn đang chần chừ, có thể do họ chưa tìm thấy nguồn thu. Nếu vấn đề là kinh phí, tất cả người dân Việt Nam đều sẵn sàng đầu tư cùng VTV để được xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Thế nhưng VTV cũng có nỗi khổ riêng của họ. Tiền bản quyền càng lúc càng cao, tiền thu được từ quảng cáo càng lúc càng đậm bạc. Nếu lộ quá nhiều thì cũng tội cho nhà đài. Trước khi trách nhà đài, chúng ta nên biết chúng ta là người có nhu cầu và nên tập với thói quen trả bản quyền. Lúc đó, chất lượng của các kênh truyền hình ắt sẽ tốt. Chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao VTV lại tuyên bố như vậy? Tại sao chúng ta được xem truyền hình miễn phí từ bao lâu nay? Tôi đồng ý với việc người Việt chúng ta chưa giàu như các nước bạn, nhưng chúng ta có thể học thói quen xem đến đâu trả tiền đến đấy. Nếu một người nào đó có tiếng nói của VTV đứng ra kêu gọi những người nghệ sĩ, đặc biệt những người mê bóng đá như tôi, sẽ cùng vận động, bản thân tôi sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí vừa đủ hợp lý để được xem. Đồng quan điểm với nam ca sĩ nắm lấy tay anh, nam diễn viên Việt Anh chia sẻ, tôi nghĩ việc VTV chần chừ có thể họ đang vướng mắc nên cần thời gian giải quyết. Nếu vấn đề chỉ là bài toán chi phí, tôi nghĩ tất cả những người yêu bóng đá của Việt Nam cũng như cá nhân tôi đều sẵn sàng chung tay với VTV. Mẹ bỉm sữa Ellie Trần khoe sự thông minh khi là người đầu tiên lập kỷ lục tại Nhanh Như Chớp. Nhanh Như Chớp tập 10 chào đón hai đội khách mời ST, Đào Bá Lộc, Diễm My 9X và Ellie Trần, La Thành, Diệu Nhi. Cả hai đội đều sở hữu đội hình đầy tài năng, trẻ trung và duyên dáng, hứa hẹn sẽ đem lại trận chiến cân tài cân sức cùng nhiều điều thú vị cho chương trình. Ellie Trần ngày càng được lòng khán giả qua hình tượng mẹ bỉm sữa. Tuy đã hai con, nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc và vóc dáng nóng bỏng, quyến rũ ngày nào. Đến với chương trình, mẹ hai con Ellie Trần xuất hiện trong trang phục đầy trẻ trung, năng động. Cô khiến mọi người bất ngờ khi cho biết rằng đây là lần đầu tiên mình tham gia một game show truyền hình. Dù khá e dè với dốc chết của chương trình, Ellie Trần vẫn cảm thấy tự tin khi được đồng hành cùng hai thành viên kỳ cựu tài năng là danh hài La Thành và nữ hoàng sitcom Diệu Nhi. Thế nhưng, MC Trường Giang ngay lập tức chặt chém khách mời như thường lệ, không hề nể nang dù cô đã là mẹ hai con. Anh khiến Ellie Trần nhục chí và muốn bỏ đội khi cô biết một sự thật rằng với Nhanh Như Chớp, những người càng hay càng duyên dáng, càng dễ ra về tay trắng. Ngoài ra, đồng đội Diệu Nhi không những không trấn an Ellie Trần mà còn phát biểu, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chị chơi game show, khiến cô ngày càng hoang mang.
Ellie Trần đến với chiếc xe tử thần trong tâm trạng đầy lo lắng nhờ vào màn khích lệ tinh thần đặc biệt của Trường Giang và Diệu Nhi. Kèm theo là sự áp lực trước phần thi khá xuất sắc của đối thủ Đào Bá Lộc trước đó, những tưởng sẽ gây khó khăn cho cô, thế nhưng Ellie Trần lại dễ dàng vượt qua Đào Bá Lộc và đem về chiến thắng đầu tiên cho đội. Không dừng lại ở đó, Ellie Trần còn khiến cả trường quay nóng lên khi dần tiến đến câu hỏi số 10 và có cơ hội chiến thắng phần thưởng 20 triệu đồng từ chương trình. Bên cạnh đó, MC Trường Giang cũng không quên dành những lời khen có cánh dành cho Đào Bá Lộc. Với phần thi xuất sắc của anh, Trường Giang còn cho rằng Đào Bá Lộc sinh ra là để chơi game show. Ngay sau đó, ST cũng thể hiện rằng mình không hề thua kém đối thủ Ellie Trần và đồng đội Đào Bá Lộc. Anh đã khiến cả trường quay trầm trồ khi anh chứng minh được mình không chỉ sở hữu vẻ ngoài đẹp trai mà còn có sự thông minh đáng kể. Phần thi của ST gây ấn tượng mạnh khi anh dễ dàng vượt qua những câu hỏi mẹo đến từ MC Harry Won. Anh đã phục thù cho Đào Bá Lộc và đem về chiến thắng trong vòng tái đấu với đối thủ đáng gờm Ellie Trần. MC Trường Giang bày tỏ sự ngưỡng mộ của anh với ST. Anh hài hước cho rằng ST không nên làm ca sĩ mà nên chuyển sang làm nhà khoa học. Ở một diễn biến khác, Diệu Nhi đã khiến cả trường quay bật cười với phần phản biện cho câu hỏi nước gì ăn được chứ không uống được. Cô bá đạo cho rằng đáp án nước tương của cô là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, phản biện bất hợp lý của Diệu Nhi đã bị MC Trường Giang bác bỏ thẳng thừng.